Nếu không có camera ghi lại, chắc chắn bạn sẽ không tin những thứ sau đây đang tồn tại. Bạn có muốn sở hữu một chiếc quần chống hấp diêm, đi lượn dù chỉ để ngủ trên không trung? Người ta đã quay lại được cảnh tượng kỳ quái gì trên đường? Tất cả đều sẽ có trong video ngày hôm nay nha. Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Thế giới của chúng ta ảo ma sô-cô-la ra sao? Chắc chắn là các bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết đâu, đúng không nào? Nhưng mà đừng lo lắng nha, vì đã có nghiện khám phá ở đây rồi. Những điều kỳ lạ này sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy nhá. Let's go! Thứ nhất, quần chống hấp diêm. Nghe thì có vẻ buồn cười, thế nhưng đây thực sự là một chiếc quần dành cho các chị em từng bị những kẻ say xỉn tấn công. Một cô gái người Đức tên là Sandra Sells đã nghĩ ra một loại quần tập thể dục có khóa an toàn và chuông báo động giúp bảo vệ cho người mặc. Khi mà diện chiếc quần này thì những vùng kín trên cơ thể người phụ nữ sẽ được che chắn bởi lưới bảo vệ làm từ các sợi công nghiệp cao có tác dụng chống rách hay là cắt. Và đáng kinh ngạc hơn là chúng còn nối liền với chuông báo động có âm lượng 130 decibel lận nhá. Điều này có thể khiến cho những kẻ biến thái nè, có ý định tấn công sàm sỡ các chị em phải sợ xón cả ra quần nha, hốt cả hền luôn đấy. Chưa hết nha, chiếc quần này còn được may từ chất liệu tương tự dùng cho chiếc áo chống đạn nữa đó. Riêng tôi thấy cái quần này là cần được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới dùm tôi đi nha, để bảo đảm an toàn cho các chị em phụ nữ, chứ xã hội bây giờ nguy hiểm lắm mọi người ạ. Thứ hai, lượn dù chỉ để ngủ. Trời ơi, các bạn có sợ độ cao hay không? Một số người mắc chứng sợ độ cao, thế nhưng mà với một số người khác thì nó lại là cảm hứng và niềm vui đấy nhá. Hassan Kavon là cái tên quen thuộc với những ai yêu thích bộ môn dù lượn mạo hiểm. Anh là phi công và là hướng dẫn viên dù lượn nổi tiếng người Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 9 năm 2020, Hassan đã khiến cho nhiều người sửng sốt với cái màn thả mình trên giường giữa không trung. Chiếc giường còn kèm cả mâm bàn đầu giường nè, đèn ngủ nè và một chiếc đồng hồ báo thức nữa, y như cái phòng ngủ bình thường của chúng ta vậy đó. Và sau khi trình diễn màn nhảy dù ngoạn mục này, Hassan đã đeo miếng che mắt và đánh một giấc 15 phút khi đang bay lướt qua thị trấn du lịch Alanya. Không biết là anh chàng có thực sự ngủ được hay không nha các bạn, nhưng mà Hassan đã chia sẻ anh ấy cảm thấy rất là thoải mái khi ở trên bầu trời. Ê, không biết có bạn nào đủ can đảm để thử sức với bộ môn lượn dù để ngủ này hay không ta? Comment có hoặc là không ngay các bạn nha. Thứ ba, Sand Dollar. Nếu như dịch cent dollar ra nghĩa thuần vị thì có nghĩa là đô la cát đó mọi người. Ủa, tại sao người ta lại thả những chiếc đồng xu có hoa văn xinh đẹp xuống dưới biển như thế này vậy ta? Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ, thế nhưng mà đô la cát là thuật ngữ để chỉ sinh vật cùng loài với nhím biển có hình dáng tròn trịa. Mà rõ ràng khi nói về nhím biển, người ta thường nghĩ ngay đến sinh vật đáng sợ, gai góc với những cái gai sắc nhọn. Nhưng mà ít ai ngờ được nó lại có nhiều hình dạng và kích cỡ như thế này. Ngoại hình bất thường của Sand Dollar mỗi khi dạt vào bờ đều thu hút mê hoặc con người trong nhiều thập kỷ. Những em đô la cát này thường đào hang sống ngay bên dưới hoặc là trên các khu vực cát, bùn. Các bạn có thấy hoa văn xinh đẹp như là bông hoa năm cánh trên thân của chúng hay không? Đó là vị trí lỗ chân lông trên vỏ cho phép chúng trao đổi khi cần sự sống đó các bạn ạ. Với vẻ ngoài đẹp mắt như vậy, đô la cát sẽ là món quà thú vị cho người thân mỗi khi bạn đi biển đấy nha. Thứ tư, cảnh quay sinh vật lạ. CCTV đã bắt được sinh vật kỳ lạ này đây. Cảnh quay được cho là được thực hiện tại Mexico. Người đàn ông đã xem lại camera của nhà mình và anh ta đã chứng kiến một điều kỳ lạ. Các bạn có thấy một vật thể kỳ dị đang phát sáng đi trên đường hay không? Trời ơi, nó di chuyển lên lên xuống xuống một cách chậm chạp. Rốt cuộc thì nó là cái thứ gì vậy trời? Một quả bóng xì hơi hay là một con vật ngoài hành tinh nào đó? Các bạn nghĩ như thế nào? Comment nha. Thứ năm, người đọc. Đây là một hình ảnh gây tranh cãi nhất trong khoảng thời gian gần đây. Người đàn ông này như là mọc rong rêu trên toàn bộ cơ thể vậy đó các bạn. Anh ta dường như bị trúng một loại độc nào đó không thể nào giải thích được. Hình ảnh này được cho là chụp tại đất nước Brazil và đã lan truyền với tốc độ chóng mặt luôn. Bức ảnh chỉ được đăng tải trên tài khoản Facebook, cho nên tôi cũng thực sự không biết là nó có thật hay không nữa các bạn ạ. Tuy nhiên các bạn ơi, nếu như mà so quái vật Venom á, trời ơi, với con này nha, thì anh ta đáng sợ chỉ hơn chứ không có kém miếng nào đâu nha trời. Thứ 6, chú cừu mang bộ lông nặng 35 kg.
Các bạn ơi, nhìn hình ảnh này tôi cũng thấy nóng nực thay cho con cừu luôn nha. Trời ơi, làm thế nào mà nó chịu đựng được trong suốt cuộc đời với bộ lông đáng sợ này vậy ta? Chú cừu hoang dã tội nghiệp được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong khu rừng ở Australia. Nhóm đã quyết định đặt tên chú là Barak. Những chú cừu béo cần được xén lông ít nhất là mỗi năm một lần. Nếu như không á, thì lông cừu sẽ tiếp tục phát triển mãi mãi như đã xảy ra với trường hợp chú cừu này nè. Chú cừu rất là ốm yếu và nhẹ cân, do toàn bộ lông đã bao quanh mặt cho nên hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì luôn. Sau khi được tỉa tót và cắt xén hết những phần lông xồm xuề như vậy thì đội cứu hộ đã đem cân số lông đó nha. Trời, bất ngờ chưa, nó nặng tới 35,4 kg luôn, chẳng khác gì là cõng nguyên một con chuột túi kangaroo trên lưng trơn á. Nhưng rất may hiện tại chú cừu lấm lông này đang dần ổn định cuộc sống rồi. Thứ bảy, sét trong núi lửa. Các bạn thân mến, một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp nhất được ghi nhận trên thế giới chính là tia sét xuất hiện trên núi lửa đang phun trào tại ngọn núi Sakurajima, Nhật Bản. Nhiếp ảnh gia người Đức tên là Mark Stage Latu đã ghi lại được quá trình diễn ra hiện tượng này. Đây cũng không phải là nơi duy nhất diễn ra sét trong núi lửa đâu. Tại khu vực miệng núi lửa Voragine thuộc dãy núi Etna, Sicilian, Ý cũng đã xảy ra những đợt phun trào dữ dội kèm theo tia sét kỳ lạ ngay phía trên. Một cảnh tượng quá choáng ngợp và hùng vĩ của thiên nhiên đúng không nào các bạn? Thế nhưng các bạn có biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này hay không? Đó là do khi núi lửa hoạt động, mây tro bụi cũng đã được hình thành. Có mây, có hạt va chạm, tạo ra điện tích thì sẽ hình thành nên sét vậy thôi. Và thế là cảnh tượng ngoạn mục sét trong núi lửa được hình thành. Dễ hiểu quá trời các bạn ha. Thứ 8, cây hoa đầu lâu. Trân trọng giới thiệu một loài cây có giao diện cắt môi của đầu lâu xương chó, lộn à, xương chéo nha. Trông nó có gớm không mọi người? Bộ xương di động sống dậy rồi nè. Trời ơi, kim ngư thảo còn có nickname là hoa mõm chó, hoặc có tên tiếng Anh sang mồm hơn đó chính là Antirrhinum hay là Snapdragon. Đây là một loài cây khá là phổ biến trong vườn nhà ở phương Tây. Và cũng đúng như là cái tên gọi nha, phần hoa của cây khi vẫn còn tươi trẻ là cái đầu rồng. Nhưng mà đó chính là khi cây còn sống thôi các bạn ạ. Khi chết đi rồi, cái phần hoa héo tàn và những gì còn sót lại sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải hoang mang thiện style luôn. Vì chúng rất là giống cái hình đầu lâu xương chéo, nhìn phát nhận ra ngay luôn. Kim ngư thảo cũng gắn liền với rất là nhiều ý nghĩa và truyền thuyết đấy nha. Thứ 9, mỏ vịt cuốn cưng. Bạn là một con sen chính hiệu, bạn luôn muốn mang đến những điều tốt nhất cho lũ boss ngáo đét ở nhà. Thế thì cái mỏ vịt này chắc chắn sẽ khiến các bé cún hài lòng lắm nhá. Đây được cho là một phát minh khá là tuyệt vời, vừa đảm bảo chú chó không gây nguy hiểm cho những người xung quanh, lại vừa trông rất là đáng yêu hơn là chiếc rọ mõm bình thường bằng kim loại hay là dây nhựa khác đúng không? Cơ mà trông cũng hài hước ghê nơi các bạn, có khác gì chú vịt Donald lạch bạch trong bộ phim hoạt hình mà chúng ta hay xem đâu, đúng không nào? Thứ 10, giày Kangaroo Jumps. Bắt đầu một ngày mới với việc tập thể dục cùng đôi giày đặc biệt Kangaroo Jumps thôi nào các bạn ơi. Đôi giày được thiết kế với một chiếc lò xo bên dưới có độ đàn hồi cao, giúp cho người sử dụng giảm đáng kể những tác động lên khớp đến 80%. Mắt cá chân, đầu gối và cột sống của bạn sẽ được bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó nha, bạn sẽ đốt cháy được nhiều calo hơn và tăng thêm sức bền. Nhìn có vẻ trông trên nhưng yên tâm đi nhá, đôi giày sẽ không làm bạn bị ngã đâu mà, đừng lo. Các bạn ơi, đến đây thì video ngày hôm nay hết rồi, nhanh quá đúng không? Anh em có thích series này hay không? Nhớ comment cho ekip có động lực nha các bạn ơi. Giờ thì bye bye nha. À quên, nhớ like và subscribe cái nhẹ nha mọi người, cấm xem chùa dưới mọi hình thức đó nghe. Giờ thì bye thiệt nè.